bò của em mà được ướp sẵn đó, thăn bò gì đó. Thăn bò. Dạ thăn bò. Đây giới thiệu nguyên vẹn, đây là sườn heo ha. Ai không thích bò chúng ta có heo. Múa lửa, múa lửa. Hello ngày mới và chào mừng mọi người đã đến với kênh BM Food Travel. Mình là Mèo nha. Sáng hôm nay thì tụi mình lại đi riêng cho nên thành ra là mình sẽ hướng dẫn mọi người đến với cái quán ăn ngày sáng ngày hôm nay. Thì mình đang trên con đường Ngô Gia Tự vào lúc 6 giờ sáng. Rồi, mọi người theo chân mình nha. Đây thì mọi người sẽ quẹo trái đường Ngô Quyền. Trái đường Ngô Quyền rồi thì mình sẽ quẹo trái thêm một lần nữa vào đường Mạc Thiên Tích. Thì bên tay phải của mọi người là bên chim cua sớm cải nè. Hôm nay thì mình sẽ không quẹo phải mà mình sẽ đi thẳng đường Mạc Thiên Tích luôn nha mọi người. Đó, giờ đi thẳng luôn. Đây. Và quán ăn ngày hôm nay tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đây, địa chỉ là 004 Lô F, chung cư Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5. Ok. Chà, có vẻ như trong tuần này chúng ta, gương mặt chúng ta có vẻ đại trà ở khu vực này. Phim Phú Trưa xin chào quý vị khán giả, Gia Phú và Mèo rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Sáng ngày hôm nay Phú lại ở chung cư Sớm Cải ở địa chỉ là 004 Lô F, Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5. Nhưng mà mình ghi là Mạc Thiên Tích nha, đây là đường Mạc Thiên Tích nha. Quẹo từ Ngô Quyền, quẹo Mạc Thiên Tích vô, chạy đến cuối đường này là sẽ tới. Chúng ta sẽ cập nhật một cái địa điểm đã từng quay, đó là bò chảo sốt tiêu đen. Ở lộn, bánh mì chảo bò sốt tiêu đen. Đã đổi vị trí mới, địa điểm mới. Nên Phú cập nhật lại cũng như là cái giá cả và có cái gì thay đổi cho quý vị khán giả đã từng biết. Rồi, giá đã cả đây rồi, từ 38.000. Mời quý vị khán giả chúng ta vào trong tìm hiểu. Xuất hiện trên kênh của chúng ta bao lâu rồi em nhớ không? Nay cũng được gần 3 năm rồi anh, gần 3 năm rồi đó. Đúng rồi, gần 3 năm. Là em đợi vô đây bao lâu rồi ta? Em vô đây là được 2 năm mấy anh. Tính đến nay là 2 năm 5 4 tháng, 2 năm 4 tháng. Đó, thì cái địa điểm mới này là số 004 Lô F đường Mạc Thiên Tích. Mình cứ quẹo vô đường Mạc Thiên Tích, chạy đến gần cuối đường sẽ thấy quầy của Hào. Bánh mì chảo bò sốt tiêu đen. Wow, đang chuẩn bị xào bò đúng không? Dạ. Mình ba chảo luôn. Dạ, em chưa. Tuyệt vời. Ba chảo luôn. Cái bò này là có gia vị trong đây chưa hả? Dạ, cái này bò này em đã ướp rồi anh. À. Dạ. Rồi, giờ là xào thêm. Dạ. Xào có hành, có bơ, có tỏi. Rồi cái sốt nữa, lúc ăn nữa là riêng nữa đúng dạ. Không? Coi như là qua gọi là ba tầng gia vị. Và mì, và nui. Ủa cái giờ là bán em trên đây là của em đúng không? Dạ đúng rồi anh. 6 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi. Tháng nghỉ 2 ngày.
ngày rằm 1 và 15 âm lịch. Hồi trước em nói là em học bếp đúng không? Dạ. Em làm trong trong ngành bếp á. Học bếp bao lâu rồi ra bán này? Em làm bếp này cũng được 10 năm có anh. Dạ. Cái hay muốn mở ra trải nghiệm thử. Thì trải nghiệm luôn. Dạ. Thì này không có thử nữa. Trải nghiệm giờ là cũng luôn. Được 5 năm không ta? Đúng không? Từ đó là 5 năm. Rồi. Được thao. Bên đây rộng rãi hơn dạ. Mà đồ nó để sẽ bị tắt rời ra. Mình phải bắt máy liên tục. Một cái bò trứng men về nha các bạn. Rồi trứng chín. Em đang làm phần nào? Dạ giờ em đang làm nuôi xào bò. Nuôi xào bò. Dạ với mấy bánh mì chảo. Bánh chảo. Cái hồi nãy là sốt của em hay là? Dạ, sốt đó anh. Sốt riêng của dạ, em. Dạ, sốt để xào. Đợi chú tí nha. Khâu này là coi như mình em làm. Dạ. Không ai đứng vô đây thấy. Chiêu gì vậy? Chiêu gì lại vậy? Chứ thì mới thấy ông giờ chảo cao lắm luôn á. Giữ lại đi. Để xíu nha. Chờ trứng vô nè. Ủa? Trứng quậy vậy hả? Là hai phần đúng không? Dạ đúng rồi. Nè nè nè. Đó là em đang chở hay là sao? Dạ đang chở anh. Chở được. Dạ. Chở mà không cho ai coi. À. Dạ tốt chảnh. Cắt dầu ra. Dạ. Đây, sốt tiêu đen là làm riêng. Ừ. Làm xong, mới trang lên. Rồi lại để lên bếp. Rồi. Múc nuôi đi, múc nuôi đi. Lấy phần cuối. Ủa, tụi bà gấp là bầu cái bếp ăn đi làm chưa? Sau khi qua cái bếp ga lên thêm một cái bếp phè này nữa. Múc mấy bò đi. Phè nó soi một luôn, hấp dẫn. Đó. Rồi qua nè. Không cái nuôi ra trứng đi. Chả nguội mà tê yêu trời. Chảo này hiện tại là 38.000 đúng không? Dạ là sẽ còn chả thịt nguội với ba tơi dạ ăn kèm với bánh mì dạ có rau nữa đúng không? Dạ có rau nữa, rau giấm. Cách đây 2 năm anh quay thì là giá 28-30 giờ là lên là 38.000 dạ. Thì ra mặt bằng lớn hơn, rộng rãi hơn dạ. À, đó cái khâu rồi nè. Ê tính ra làm vậy mà lúc đông phải cẩn thận nha dạ. Cái này hấp dẫn à. Trước anh quay xong á là em có cải tiến thêm gì không? Có, thay đổi ba tơi rồi đó. Thêm lên mấy cái đồ nó chuyên nghiệp hơn, nó cao cấp hơn. Nâng cấp hơn ha. Rồi, lấy hai chảo truyền thống qua đi. Những cái bánh mì chảo này em có bán mang đi không? Trời có anh, bán mang đi. Ừ. Mà mình không có giao đi thôi. Ừ. Bán mang đi mà không có giao được. Là có đăng ký qua app không? Dạ không anh. Không rồi đúng không? Dạ. Anh chưa ăn ở đây. Đi quay giờ thấy món này có thể mang đi được.
Rồi anh xài cái hộp rồi bọc cái giấy bạc á. Dạ đúng rồi. Có giữ được độ nhiệt á. Ừ. Đây về mình cũng bỏ đổ vô cái gì ăn cũng được, đổ vô chảo cũng được hay đổ vô gì cũng được. À, cái này phải ăn trên chảo nóng thì mới ngon. Cái kia nên phải nó giữ nhiệt rồi. Tốt. Ai cũng ăn bò ha. Ở đây là còn một cái loại nữa là nếu mà mọi người không ăn bò thì có thịt heo là sườn heo. Dạ đúng. Qua chợ chảo chưa từng đóng chảo. Đó. Chúng ta sẽ xem quá trình vận chuyển nè. Ở chân nha bạn ơi. À. Chảo vô. Xong rồi lấy ra chảo ra. Đó. Cái chảo vô sẽ có một cái chảo ra. Rồi đồ ăn vô luôn chị ơi. Ủa anh thấy có cái chả chiên nữa là cái phần nào không có cái chả chiên? Dạ. Chả chiên là có truyền thống anh. À. Ở đây truyền thống là ở đây ba đứa chả lô thịt nguội á, người ta không ăn thực phẩm á. Không ăn thịt nè, không ăn bò, không ăn sườn á. À. Ăn chỉ chả ba tê đồ giống như truyền thống vậy đó anh. À, thì sẽ bỏ thêm cái loại chả. Rồi có chả chiên rồi đúng rồi. Ăn nó dễ. Rồi lấy ra. Lấy vô lấy ra. À, có thêm món mới xíu mại 38.000 luôn. Dạ. Ừ, xíu mại màu hồng. Rồi. 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 Đây, giới thiệu với nhà đây là sườn heo ha. Ai không thích bò chúng ta có heo. Mà heo là nguyên miếng. Vẫn còn tắm á. Ừ. Chỉ có đây là gu mà ai ăn phô mai là không có ha. Dạ. Sao không thêm cái loại phô mai con bò đó vô. Là ai thích. Ở đây mình ở đây có phô mai mà anh ra khách có nhu cầu muốn thêm thì mình lấy ra rồi. Đã có đúng không? Dạ. Vô mới bỏ lên chảo. À, có hàng cuối ở dưới cái menu. Có hàng cuối. Không có nằm trong cái thực đơn. Đúng rồi. Ăn thêm thì mới. Sườn này ướp bao lâu? Dạ cái này ướp qua đêm anh. Nó phải ướp qua đêm nó mới ngon. Cái cầm á để cho em mua lấy dạ. Hình dễ dễ luôn. Dạ. Ồ cái bếp này cảm thấy nó hành động quá ha. Nó chuyển cảnh á. Rất là hành động luôn cái gì vậy. Lấy đồ ở đây. Đó xào xào, xào chiên, chiên thịt xong rồi chuyển qua đây. À, chuyển ở đây còn có bếp này chảo là lấy từ trong lấy ra đây là xong cái chuyển vô trong lại. Gấp đồ ăn xong cái chuyển ra tiếp. Chuyển cảnh liên tục. Đây. Trứng sẽ được chiên về. Cái này là còn dừa chín tới nè. Bỏ thêm. Bài Hào chia sẻ về thêm bò của mình đi. À, bò của em được ướp sẵn. Ừ. Nó dùng bằng loại thăn bò vậy đó. Thăn bò. Dạ thăn bò. Chứ không xài phi lê. Dạ không anh. Vì là nó không có được mềm. Ừ. Dạ. Sẽ là sáng người ta giao mình hả hay sao? Dạ, đây mỗi ngày mỗi giao à. Mỗi ngày mỗi giao. Dạ. Đó. Bò thì chắc ướp ít tiếng hơn cái heo không? Dạ đúng rồi, bò chỉ chừng mình ướp chừng tầm cỡ nửa tiếng là được rồi. Ừ. Dạ. Tại vì nó có nhiều nguyên liệu lắm. Nó phụ hỗ trợ cho nó mau mềm. Như chẳng hạn như là trứng gà này. Ừ. Trứng gà lòng đỏ nó gì là trong đây có trứng gà có lòng đỏ có gia vị trứng gà chứ là có bí quyết sốt chè đen mỗi ngày là mình phải chuẩn bị cái này bao nhiêu mới đủ bán ra tầm chừng ở 20-30 kg anh 20-30 lít đó đúng không dạ
Cái này là hồi trước so với lúc em mới quay em làm á, là cái này em nâng cấp lên bao nhiêu phần? Dạ được chất lượng gấp đôi anh. Tức là gấp đôi gia vị hay là sao? Gấp đôi cái số lượng. Không, về tiệt chiêu á, anh em nói tiệt chiêu á. Tiệt chiêu có thay đổi công thức lên nâng cấp luôn? Dạ không, vẫn là công thức vẫn, thì... dạ nó vẫn như vậy trước giờ vậy. Đó, đây là cái bếp thứ hai bên trong để gấp nguyên liệu. Chả thịt dăm bông và tê lên đó cho quý vị khán giả. Rất là đông nha. Hôm bên đây cảm giác nó mát hơn, không có bị nắng. Rồi bây giờ Hào làm giữa anh hai chảo nha. Dạ dạ. Chảo bò, chảo heo. Dạ, một chảo bò sốt chua đen. Với đây một chảo sườn heo cốt lết sốt chua đen. Dạ, đen luôn. Dạ. Sườn. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu mà lấy đồ là ở trong đây. Nghe chảo mình đó. Lộn em đi rồi. À vậy hả? Nãy ông Hào ông nhờ cắt giùm đó, giờ cái miếng này còn nguyên nè. Dạ. Chứ mà em bán lẻ là 8.000 hả? Dạ đúng rồi. Ủa anh ăn chín chín này ấp là giờ anh muốn gì cũng được. Chín đi. Đó thì khi mà khách có nhu cầu ăn chín thì em sẽ làm chín. Mình sẽ làm nóng thêm một lần nữa. Rồi, còn đây là chảo sườn. Ê, vậy lát để tục xíu mại luôn ha. Ok. Phú nè. Rồi. Rồi. Còn chảo hả? Sườn nữa nè. Rồi, một ly trà đá. Dạ. Rồi, để đi. Sườn nè. Đó, chảo sườn đó. Nóng rồi chứ. Rồi, một ly. Trước sau hai ly nha. Trong nhà 2 ly nữa nha. Rồi, từ từ lấy ống ra đó thì làm tiếp. Đó bò không? Rồi, cái xíu mại đâu rồi? Cái xíu mại đâu rồi ta? Đúng rồi. À, à, mình sẽ để cái chảo riêng vậy. Dạ. Bò. Rồi nè. Xíu mại. Xíu mại nè, thôi em thêm ra. Rồi, lời nói đầu tiên thì mong quý vị khán giả cũng thông cảm do quán hơi điện ảnh tí xíu, chuyển cảnh liên tục cho nên là trong quá trình quay nó hơi bị rối một tí nha. Thì bây giờ trên tay Phú đang là menu của quán Hào. Quán Hào nhưng mà không phải là Hào. 598 thì là địa chỉ cũ rồi phải. À, bò là bây giờ là 38.000 một phần nha. Là vừa có một lát mình xem cái phần đó đi. Hồi nãy Phú gọi xíu mại thêm thì cái xíu mại chưa có trên menu và là món mới á, là bán thêm là 10.000 một viên nha. Hồi nãy Phú có lỡ nói 8.000 một viên. Trứng là 6.000. Ủa, cái sau 11 giờ là có bán cơm chiên hả? Là em bán luôn hả? Ồ, bán dữ vậy. Rồi đó. 38 hai viên thêm 20.000. 20.000. Đó, có sẽ có rau và bánh mì ăn nữa. Rồi, gia Phú xin mời quý vị khán giả của chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh mì chảo bò sốt tiêu đen. Rồi, mình nếm cái sốt tiêu đen nha. Đây, sốt tiêu đen sẽ được làm sạch sạch như vậy. Nó không có bị mặn. Khi nếm vào á thì cái mùi bơ nó rất là thơm, nó lan tỏa tiếp tới cái vị ngọt ngọt.
thơm bơ. Rồi là miếng bò. Bò mềm, sớ thịt, săn. Rồi hai trà đá của bạn ơi. Ôi, hồi sớm ngọt nha, hồi sớm là bạn xào với cái này với cái rất là bơ này nọ, quý vị cũng dễ thấy ha. Mà ăn cái này thì cái mùi bơ nó lại không có, mà ăn cái sốt tiêu theo ở ngoài thì cái lại có mùi bơ. Rồi mình chấm một tí. Vô hai phần thêm cái chín đó, ai gu mặn là quán sẽ có cho thêm một chén nước tương và tương ớt về nữa để chấm. Cái súp bò này đó, nó sẽ không có nhiều nha. Mình nghĩ là ai thích chấm sốt nhiều á, nói Hào lấy thêm. Mà kiểu như dạng vừa đủ á. Quên ăn không bao giờ sẵn miếng rồi. Đây là có đồ ngại mà cái gan không có nhiều. Này dưa leo sẽ được bào vỏ. Có dầu giấm trong đây nha. Với Phú á thì cái hương vị trong đây á là nó đã vừa ở Phú rồi đó, trên chén này nữa chấm nữa là dư đó. Nhưng mà hay một cái là bạn Hào không có để trong đây để sẵn riêng như vậy, không ảnh hưởng cái phần này. Tương này chấm một tí thôi nhưng mà nó tăng thêm cái độ mặn á. Nếu mà những ai không thích ngọt á mình chấm ít ít vậy thôi, có cái sốt này nữa, hai cái nó quyện lại với nhau ăn nó đậm đà mặn ngọt hơn. Đây sốt xíu mại, rất là cà, rất là nhiều cái bụng cà mình thấy rõ. Chua ngọt rất là vừa miệng nha. Đây là món mới thì ai là thực khách của Hào mà chưa ăn món này mình tới đây mình thử nha. Thấm nha, cái sốt này nó thấm bánh mì, nó không có bị lạc đi cái mùi vị. Chua ngọt rất là rõ. Nào cái món này à, để Phú ném công nó hơi cắn lưỡi đó nha. Nhưng mà không nhớ hơn so với là tuy là sốt tiêu bên đây. Hai rồi. Xíu mại. Rất là chắc thịt. Chắc thịt. Mà cái phần bập bên ngoài á, dính lắm. Ăn cái này thì có thể ăn thêm một viên ok, còn không ăn không mà dạng sốt xíu mại hai viên vậy cũng được. Mà ăn tổng thể vậy á thì khi ra có thể sẽ hơi ngán một tí. Cái viên này nó sẽ hơi ngán, nó không, nó có nạc, nó có thịt này nọ, nhưng mà kiểu giác cái cắn đó, nó cảm giác nó sụt sật, nó có khói hơn chứ không phải là cái nạc nó được xay nhuyễn ra. Rồi bây giờ đến cuối mình sẽ ăn cái này.
Đang bảy phần mạng mèo nha quý diễn giả ơi. Đây phần là Phú gọi hai phần cho mọi người xem. Mèo là nói chung là cỡ nào cũng phải ăn một cái phần mới và nóng hổi thì mới ngon miệng. Đó, cắt sẵn luôn rồi nè, tách ra được không? Chắc không được đâu, nó dính lắm. Cắt để dễ cắn thôi. Chung là cái miếng này nó có đã dính nước sốt rồi, mình không có nếm được cái lúc cái gia vị ban đầu. Mềm, săn. Nhờ cái nước sốt thì mình cảm giác ăn cái miếng này á. Đây. Mềm. Cái thịt nó săn, nhưng mà nếu không có nước sốt nha thì cái miếng sườn chiên này á, đã chiên mà cho nên là thì nó sẽ ăn hơi khô. Mình nhờ có cái sốt này á, mình cảm giác ăn cái miếng thịt này vô nó không có bị khô cái thịt. Dễ nhai. Nhai dần dần giòn. Gia vị ướp mình vẫn cảm nhận được gia vị lúc ban đầu. Vừa phải. Ủa nha. Trứng nè. Tà tê nè. Mà rõ ràng không, sau 2 năm thì với hương vị đã nâng cấp hơn, ăn cảm giác nó tròn vị hơn những cái nguyên liệu. Hồi lần trước nếu Phú không nhớ thì Phú ăn thì nó sẽ bị một số nguyên liệu nó chưa có quyện với nhau. Nếu Phú nhớ cách đây 2 năm Phú cũng có nói bạn Hào á, và Hào cũng có điều chỉnh lại. Hồi trước lần trước ăn hình như nó nghiêng về cái độ mặn một tí. Rồi. Rồi xong rồi, cảm ơn ông chủ Hào đã hỗ trợ tụi anh ngày nay có cái clip gửi đến cho quý vị khán giả. Rồi. Hỏi tí, có dự định mở rộng gì thêm nữa không? Dạ không anh. Để bán thôi. Em làm thôi. Đây là em thuê đúng không? Dạ. Còn nhà là em ở bên kia. Nhà bên kia ở trong chung cư. Ở trong chung cư rồi. Đó. Rồi. Những ai yêu thích món bánh mì chảo mà với kiểu sốt tiêu đen, buổi sáng ăn kiểu nó ngon ngọt vậy, thì ghé đây thưởng thức. Và nhất là cái kiểu mà chiên xào nó kiểu dầu mỡ một tí, thì mọi người có thể ghé thưởng thức thử cái bánh mì chảo sốt tiêu đen này, ăn rất là hợp vị buổi sáng. À. Những thực khách nào của Hào đã ăn quen của Hào thì cho Phú xin bình luận ở phía dưới. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những video tiếp theo. Cái này có biểu diễn được chưa không? Nè, chờ chiêu này. Thở quen không được thôi. Rồi, biểu diễn cái trước khi nào luôn rồi. Rồi. À. Rồi. Cái này phải bắt ghế lên. Cho bà con khán giả quay vô nó sẽ trở đó nha. Nó kỹ mới thấy trở qua nha. Đó. Xong rồi đó. Đó, cái lúc hạ xuống là nó trở qua. Rồi. Đó, làm thấp thôi, làm chi cao quá.